chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan mà phải nỗ lực, tích cực hơn nữa để đạt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường, chứ không thể kéo dài giãn cách mãi. Thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên cao nhất cho việc sớm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học để chúng ta chuẩn bị các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh, phù hợp với điều kiện và tình hình trong nước, xây dựng kịch bản, kế hoạch phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đã tiêm vaccine bao phủ diện rộng và trong tình hình mới. Phát biểu tại cuộc họp thẩm tra sơ bộ báo cáo chính phủ về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, lãnh đạo Quốc hội cho rằng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công tác triển khai cũng như việc giám sát thực hiện chương trình trong thời gian qua bị ảnh hưởng. Do đó cần tập trung đánh giá kỹ hơn những nguyên nhân tồn tại, trách nhiệm, xác định rõ giải pháp thực hiện, hoàn thiện sớm các văn bản chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ, đúng chủ trương, chú trọng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân về chương trình này. Theo Ủy ban Dân tộc, tính từ 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2021, các tỉnh, thành phố, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 512.786 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.300 ca mắc COVID-19 là người dân tộc thiểu số. Bởi vậy, Ủy ban Dân tộc đang tiếp tục đề xuất xem xét hỗ trợ đợt 2 cho 3.604 người nhiễm COVID-19 là đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành phố và học sinh trường dự bị đại học tại thành phố Hồ Chí Minh bị mắc COVID-19. Dự lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước một lần nữa mong muốn các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên trong cả nước hãy quyết tâm vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra để hoàn thành tốt mục tiêu của năm học này. Đánh giá mô hình hoạt động và quản trị hiệu quả của các trường nội trú tỉnh Yên Bái cũng như mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước về trường học hạnh phúc, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành tổng kết đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy mô hình này trong phát triển giáo dục đào tạo nguồn cán bộ và nâng cao dân trí ở các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có phương án tổ chức dạy học trong tình hình dịch bệnh, đảm bảo tiếp cận được mọi học sinh trong mọi điều kiện ở mọi nơi, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành mới đây. Đồng thời cần sớm phát động phong trào kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội tham gia hỗ trợ giúp học sinh nghèo được học tập.